tất cả quý vị một buổi tối, một buổi chiều nghe nhạc thật là mát mẻ và vui vẻ bên cạnh người thân của chúng ta nha. Mình vừa đến vì một bài hát mà mình vừa sáng tác cách đây không lâu. Bài hát rất là ý nghĩa, nhạc phẩm được mang tên Phiên Chờ Đời. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Phiên chờ đời ngày mua bán đôi trao, bán lương tâm bán luôn cả nghĩa tình. Phiên chờ đời người mua tước quyền cao, kẻ mua duyên mua ái tình để đổ vung. Nghĩa anh em đói no thuở cơ hàng, cũng vì tiền đành chém giết lẫn nhau. Phiên chờ đời ngày mua bá lời danh, để đêm đêm mua giấc ngủ trắng tròn. Phiên chờ đời ngày giao bán tình yêu, để đêm đêm nghe trái tim mình quặn đau. Ôi buồn thay câu dưỡng dục sinh thành, cũng vì tiền quên bốn phận làm con. Người giàu sang ấm êm đời xa hoa, kẻ bần hàn ngày lo cơm hái vui. Trời sinh ta mỗi người một số phận, hãy bằng lòng đừng oán trách trời cao. Phiên chờ đời nhiều dối trá bạc đen, biển mênh mông ta là thuyền lênh đênh. Có đôi khi ấm êm cùng trăng hiền, khi đắm chìm vì sóng gió cuồng phong. Phiên chờ đời người hãy nhớ đừng quên, sống yêu thương ta thêm bạn bớt thù. Kiếp con người chỉ là thoáng phù du, thấy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an nhìn cho nhau một chữ tình, phiên chờ đời ai bán để người mua. Quý vị, một tràng pháo tay cho Hoàng Nghĩa quý vị. Và dàn âm thanh chúng ta rất là hay. Phiên chờ đời ngày búa bán đôi trao, bán lương tâm bán luôn cả nghĩa tình. Phiên chờ đời người mua tước quyền cao, kẻ mua duyên mua ái tình để đổ vui. Nghĩa anh em đói no thuở cơ hàn, khi có tiền đành chém giết lẫn nhau. Phiên chờ đời ngày mua bá lời danh, để đêm đêm du giấc ngủ trắng tròn. Phiên chờ đời ngày giao bán tình yêu, để đêm đêm nghe trái tim mình quặn đau. Ôi buồn thay câu dưỡng dục sinh thành, cũng vì tiền quên bốn phận làm con. Người giàu sang ấm êm đời xa hoa, kẻ bần hàn ngày lo cơm hái vui. Trời sinh ta mỗi người một số phận, hãy bằng lòng đừng oán trách trời cao. Phiên chờ đời nhiều dối trá bạc đen, biển mênh mông ta là thuyền lênh đênh. Có đôi khi ấm êm cùng trăng hiền, khi đắm chìm vì sóng gió cuồng phong. Phiên chờ đời người hãy nhớ đừng quên, sống yêu thương ta thêm bạn bớt thù. Kiếp con người chỉ là thoáng phù du, thấy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chờ đời ai bán để người mua. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chờ đời ai bán.
vị rất nhiều. Nhạc phẩm Phiên Chợ Đời, phải không quý vị? Mạnh Quỳnh thích nhất là bốn câu cuối thôi. Kiếp con người chỉ là thoáng phù du, thấy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chợ đời ai bán để người mua. Nếu như cuộc sống chúng ta ai cũng biết yêu thương, cũng biết mừng, quý trọng lẫn nhau, tôn trọng tình cảm lẫn nhau, thì phiên chợ đời nhiều cai nghiệt sẽ không có, phải không quý vị? Một sáng tác mà Mạnh Quỳnh mới sáng tác cách đây, sau những trận đại dịch, sau trận đại dịch vừa rồi, thì Mạnh Quỳnh mới rút ra một kinh nghiệm rằng chúng ta sống hôm nay mình không biết cuộc sống như thế nào, người thân của mình mới thấy đó, ngày hôm ngày mai đã từ giã mình ra đi. Cho nên tại sao mình không yêu thương, mình mà cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhau mà phải đi ganh ghét hận thù, phải đi nói xấu người này, bêu xấu người kia, chà đạp người này, dù dập người khác để được gì cơ, không vị? Khi mình chết đi rồi mình có đâu mang theo được gì đâu. Cho nên sống yêu thương cho nhau một chữ tình, phiên chợ đời ai bán để người mua. Một sáng tác của Mạnh Quỳnh, quý vị cùng vừa lắng nghe. Quý vị anh Uy hồi nãy thì kêu mình đúng xuống đúng dưới. Đúng rồi Quỳnh ơi, tại vì thưa quý vị, có nhiều khán giả nói Quỳnh đứng ở trên này dù là nó sáng nhưng mà nhìn không có gần, okay. Không có thân thiết, muốn nhìn gần hơn, cho nên bây giờ mời Mạnh Quỳnh đi xuống dưới. Giống Nguyễn Hồng dạ, Nhung à? Được không Nhung, quý vị? Nhung à? Okay. Đúng không? Phải đứng gần khán giả cho nó vui. Em thì em khoái mò xuống dưới lắm mà tự gì ban tôi nói là em đứng trên để thấy cho rõ. Không, đứng dưới nó gần khán giả hơn. Ok. À. Trời chứ còn đứng đây là Mạnh Quỳnh chuyên gia hát ở ngoài trời mà. Dạ âm thanh này hay hơn hả, em cũng chả biết nữa. Ok, bây giờ bài hát hôm tháng 7 vừa rồi Mạnh Quỳnh có về Việt Nam để hát, thì Mạnh Quỳnh trên đường đi trên Mạnh Quỳnh mới qua những cánh đồng rồi những cái trên xe chạy về miền quê đó vị, thì chúng ta hai bên đường những hàng cây xanh rợp mát, thì Mạnh Quỳnh chợt nhớ một bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang mà Mạnh Quỳnh hát từ hình như là cũng gần hơn 25 năm rồi. Bài hát có tựa đề là Đường Về Ngoại Ô. Thì sau đó Mạnh Quỳnh mới về lại nhà, Mạnh Quỳnh soạn tất cả những cái gần hơn 500 cái CD của Mạnh Quỳnh. Thì Mạnh Quỳnh tìm lại bài hát này. Thì hôm nay Mạnh Quỳnh hát nhạc phẩm này để tặng tất cả quý vị, để chúng ta cùng nhau nhớ về những kỷ niệm của những ngày. Kỷ niệm 12 năm thành lập Teletron Houston, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội Anniversary được tổ chức bên trong tiệm hoàn toàn miễn phí. Trong suốt 2 ngày, thứ Bảy ngày 28 và Chủ nhật ngày 29 tháng 10, từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng. Mạnh Quỳnh, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Diễm Liên, Thiên Kim, Phạm Khánh Hưng, Thanh Trúc, Nguyễn Tiến Dũng, Cam Thơ, Tuấn Phước, Tiểu Phụng, Trọng Hải, Vũ Quang Vinh, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, Ban Nhạc Hoàng Nghĩa, Âm Thanh Anh Tài. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội Anniversary tại Teletron Houston, Full Curtain Max do chính phủ Nam Hàn đầu tư phát triển, giúp bệnh nhân ung thư phục hồi nhanh chóng. Một hộp 30 gói, sale 300 đồng, mua 5 tặng 1. Hắc sâm giảm cân Made in Korea giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh trong quá trình giảm cân. Giá 240 đồng hộp lớn, sale 139 đồng. Perfect Collagen 6000 Made in Korea làm cho da mặt mịn màng, săn chắc và đang hồi trở lại. Giá 159 đồng một hộp 14 chai, sale 99 đồng. Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 88 đồng. Thứ Bảy ngày 28 và Chủ nhật 29 tháng 10, kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội Anniversary hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm Teletron Houston trên đường Bel Air, cạnh chợ Tân Bình. Điện thoại 281-495-8999. Trang nhà teletronusa.com. Rồi quý vị cùng nghe nhạc phẩm được mang tên Đường Về Ngoại Ô, một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Quý vị cùng lắng nghe sau đây nha. Ôi đứng dưới đây hát của bộ mát hơn á. Con đường về ngoài ô rợp màu xanh bóng dừa, nhà em xóm vắng lượt. Tôi tình cờ quen em lúc dừng chân chú mưa, quán nghèo nẹp bên ven đường. Em tựa một nụ hoa hương thoang thoảng bay xa, từng chiều ghé chân qua nhớ ly nước dừa mát lòng, nhớ đôi môi tựa đóa hồng và đôi mắt ai khẽ chớp khi tôi nhìn. Bao năm trôi qua dòng thời gian cách
tôi về đây tìm em. Một chiều mưa cuối mùa, dừng chân bên quán năm tôi lặng ngồi cô đơn, uống cạn ly nước dừa, nỗi buồn nói sao cho vừa. Bây giờ em nơi đâu, nhìn chung quá xa xăm, còn lại nỗi thương đau, gió mưa bên ngoài thét gào, biết em bây giờ chốn nào. Mình tôi bước đi trong bóng đêm đen ngoài, tội nghiệp lắm. Bài này nhiều kỷ niệm không quý vị, lúc về miền quê đó là đi trên xe đò hồi xưa đó là trai gái gặp nhau quen nhau nhiều lắm. Nghe lại nha. Con đường về ngoại ô dợp màu xanh bóng dừa, nhà em quán vắng lưa. Tôi tình cờ gặp em lúc dừng chân quán nghèo nếp bên ven đường. Em tựa một nụ hoa hương thoang thoảng bay xa, từng chiều ghé chân qua, nhớ ly nước dừa mát lòng, nhớ đôi môi tựa đóa hồng và đôi mắt ai khẽ chớm. Chân bên quán năm xưa tôi lặng ngồi cô đơn, uống cạn ly nước dừa, nỗi buồn nói sao cho vừa. Bây giờ em nơi đâu, nhìn chung quá xa xăm, còn lại nỗi thương đau, gió mưa bên ngoài thét gào, biết em bây giờ trốn. Rất nhiều cái người biết chuyện tình này nói gì. Anh này ảnh đi về quê rồi xong ảnh ghé một cái quán nước nghèo ở bên ven đường thì uống đi nước, thì gặp mê cái cô gái chủ quán trong đó, thì bao năm thì trở về lại nước ngoài gì đó, xong mà khi mà trở về muốn ghé lại cái quán đó để thăm, để tìm lại người con gái đó, thì người con gái đó theo chồng rồi hoặc đi đâu không biết, cho nên anh mới bồi ngồi mới nhớ là mình tôi bước đi trong bóng đêm đen ngoại ô, là coi như là con mình thì không còn ai hết. Cái vì đó là nhạc phẩm Đường về ngoại ô, một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Một bài nữa anh ha, rồi xong rồi mình nghỉ giải lao để vô trong mua đồ. Ha? Hai bài nữa hả? Không, em còn Quỳnh còn một mấy cái màn rất là đặc biệt về phần hai, không phải cái lương. Lâu lắm rồi, từ hồi mà hai năm trước tới giờ là mình Quỳnh ít hát cái lương lắm, tại vì hát cái lương thì phải có người này người kia hát chung mới vui, mà giờ hát mình cho nên không thèm hát nữa, hát nhạc thôi. Ok quý vị, và sau đây bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, mình gửi đến quý vị bài hát cũng rất là quen thuộc, nhạc phẩm được mang tên Thói Đời. Quý vị cùng lắng nghe sau đây nha, giúp em nghe anh Nghĩa.
bài này thì mấy chú lớn lớn biết bài này, ai mà muốn hát được cái bài này lên hát chung với Quỳnh nha. Giao lưu, chúng ta giao lưu nha. Anh Quỳnh hát trước nha. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chân đêm thui thui một mình. Đôi mắt nào từng đêm buốt ra, nghe xót xa người lên trong mắt. Đoạn đường xa ta đã đi qua, để Chúa xót trên lối về. Diều trần ai gửi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằng. Đời con ai đâu để vui, khi chót xa cũng lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền đến sáng mô. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thôi một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt. Đoạn đường xa ta đã đi, ngày vui tới ta vẫn chờ. Ok, bây giờ ai hát bài này lên với Quỳnh nè. Ông nào, có ông nào không? Đâu, người đàn ông gan dạ nhất Dallas dùng ác linh tinh đồ đâu, lên đây coi. Ủa, chị luôn. Có không? Cô hát từ đầu, hát đứt gì cũng được. Mấy ông thua rồi. Tiếp đi.
Thôi hả? Đứt đuôi nồng nặc vậy. Cả hai nhắn. Diều trần ai gửi niềm cay đắng, nhưng suy tư in đậm đường hằng. Đời con ai đâu để vui, khi chót xa vẫn lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên xám môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm tôi thôi một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, bên chữ chăn tình xa nhịp thở. Đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới. Ôi còn xa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị một đầu ở đây thật lớn, một lần nữa cho Mạnh Quân. Và người nữ song ca. Và cô tên gì cô? Trời ơi, cô hát ở Tiền Giang, Cai Lậy. Cai Lậy, dạ. Tiền Giang. Đó, mà cô hồi xưa cô có đi hát qua chưa? Dạ, không đó. Bao giờ hát. Và chị ở nhà ngâm ngân nghe tôi hát hay như vậy. Nhưng mà mình nói đây không phải vấn đề hát hay không hay, mà cái hay ở đây là can đảm dám đứng đây để hát trên sân khấu nè. Tại vì thường thường nhiều khi mình hát hay nhưng mà mình lên sân khấu mình đứng trước khán giả mình run lắm, mình sợ lắm. Nhưng mà phải nói cô rất là hay ở điều là cô dám lên đây đứng cùng chung với Mạnh Quỳnh. Tại vì thứ nhất không ai dám đứng gần Mạnh Quỳnh, lớn nhất ca sĩ trẻ là sợ đứng gần Mạnh Quỳnh lắm. Dạ, có mình cô là dám đứng chung thôi đó. Bây dạ, giờ là Mạnh Quỳnh là chỉ hát được với Phương Loan thôi. Đúng rồi đó, thưa quý vị, Mạnh Quỳnh là chỉ hát và đứng gần những người nào lớn hơn thôi. Bởi vậy nhiều khi mỗi lần mà gặp chung anh em đó, cái Ngọc cứ nói Mạnh Quỳnh, em chụp hình selfie chung với chị. Cái Quỳnh nói chứ, chụp liền, mà còn ôm vai hai chị em thân thiết chụp hình với nhau. Mà Quỳnh nói chứ, chỉ có chụp với chị là em không bị chửi thôi, còn chụp với ca sĩ trẻ là bị chửi hết. Đó, kỳ vậy đó. Dạ, nhưng mà nói cho vui, mà thật sự là nhiều khi mình nói đây là cùng mình cũng thông cảm. Tại vì có một số khán giả họ quá yêu, họ quá thần tượng mình, cho nên đâm ra Mạnh Quỳnh là chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Nên đó là lý do mà tại sao mà ca sĩ nó cũng có những cái nỗi khổ của ca sĩ, quý vị khó lòng nói ra. Nhưng có điều ở đây á, là ca sĩ cũng có một cái vui là đi tới đâu làm được những chuyện gì cũng đều được khán giả yêu mến. Và cái nhất ở đây nữa là khi mà mình làm việc chung với một cái công ty mà họ có những cái gì tốt á, thì mình cũng là người được biết trước, được hưởng trước. Và mình được thấy trước, mình hiểu rõ trước. Chỉ có cái điều duy nhất ở đây là trả tiền cũng giống khán giả, không có được discount chút nào thôi. Và cái người mà đã có những cái đó là Mạnh Quỳnh. Bởi vì thưa quý vị, không phải chỉ Mạnh Quỳnh mà cả Giác Ngọc cũng có, đó là cái ghế massage. Bây giờ em còn nằm cái ghế massage không em? Như em nằm mỗi ngày luôn. Dạ. Và lần nào thì thưa quý vị, Quỳnh cứ nói chứ, mỗi lần nào em gặp chị em cũng hỏi, nghe hỏi ví dụ một ghế massage. Tại vì thật sự ra quý vị, mình chia sẻ, mà mình chia sẻ những cái mà tốt thì đương nhiên cái đó là giống như là mình làm những cái điều tốt cho mọi người. Tại vì mình chia sẻ là cái đó là cái cảm nhận của mình. Đúng rồi. Mà khi chia sẻ với khán giả thì khán giả cũng sẽ dùng những cái tốt giống như mình. Cho nên hôm nay thì với những cái điều làm tốt đó thì thôi em lỡ em làm tốt rồi, em làm tốt luôn đi. Bây giờ em chia sẻ chút xíu về cái ghế đó, em là mua được bao lâu rồi? Một năm chưa anh Uy ha. Ủa, mới có một năm hả? Ừ. Ủa vậy hả? Năm chưa, đúng rồi, năm rồi. Vậy là chị mua sau em luôn á. Ồ vậy hả? Tức là chị mua trước em. Trước, chị mua trước em. Dạ, mình lúc là đó. Ca sĩ mình là ai cũng vớt không, cái đó. Không, lúc đó cái ghế Giác Ngọc mua chứ không có được sale rẻ như là em mua là sau này còn được nhiều thứ offer hơn. Và cái hay ở đây là ngày xưa nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Còn bây giờ đó là nó có 2-3 kiểu khác nhau, cho nên để quý vị lựa chọn nó dễ dàng hơn. Đúng tùy rồi. Theo túi tiền của mọi người. Nhưng mà hình như em mua là em mua cái sinh ca phải sinh không? Sinh ca màu bạc đô á. Đẹp lắm. Cái ghế đó là ngồi sướng lắm. Nhưng mà cái đó là lúc đó là anh Việt Thảo mua trước. Rồi xong rồi mới tới em hay sao? Đúng rồi, và sau đó là em. Có cả Hồ Hoàng Yến cũng dùng cái đó nữa. Mà sướng cái là gửi thẳng tới tận nhà, là có thợ tới lắp ráp luôn, sướng quý vị. Rồi chỉ cho mình cách xài chỉ luôn. Chỉ cách xài luôn. Đó, dạ. Nhưng mà cái hay ở đây nữa là cái Sinca là một trong những cái loại ghế vật lý trị liệu đầu tiên luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên khi mà mình ngồi á, mình có thể có tới 12. Nghe nói tại vì em không dùng, chị không dùng cái đó, chị dùng cái loại kia. Nhưng mà cái loại đó là nó có tới 12 cái số khác nhau. Dạ, để mình có thể chỉnh được là
cái mức độ nặng nhẹ như thế nào, cái cơ thể mình vừa hay không? Đối với em là tối đa lắm là 7 thôi. Ồ. 7 là từ gì tới 10 nó mạnh lắm. Người em xương không là 7 là đúng rồi. Đâu có đâu, quý vị biết là mạnh Quỳnh đi còn máy bay, quý vị biết nhiều khi đi Việt Nam, đi châu Âu về đi mười mấy 20 tiếng mới về tới nhà. Không có gì sướng hơn là lên bỏ đồ một cái là văng cái vali là bay lên vừa lên trên cái ghế đó là nhấn một cái nửa tiếng quý vị. Đó. Là về nó về xong là người mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái lắm. Mà cái ghế đó thì mạnh Quỳnh thích duy nhất đó là tại vì là nó vừa vặn với lại cái người châu Á mình Quỳnh của mình là người nhỏ con như mạnh Quỳnh, quý vị ngồi gọn lắm. Lên cái là mình bấm cái nút nghĩa là tự động nó adjust cái body của mình á, là ngồi nửa tiếng đồng hồ là ngủ rất là ngon. Mà nó rẻ hơn. Mà nó rẻ hơn ngoài thị trường. Thí dụ như quý vị vào trong cái website đó mà quý vị bấm vô đó thì quý vị sẽ thấy là cái giá nó mắc hơn là tại Teletron. Nhưng mà chỉ có những chương trình văn nghệ như vậy thì mới có cái giá đó thôi. Chứ nếu mà bình thường, nếu mà quý vị không có những chương trình văn nghệ thì mình phải bán giá bằng với người ta, chứ không thôi người ta sẽ đúng nói rồi, mình phá giá. Nhưng mà em thì nãy là em có vô thử cái miếng nệm gì mà trời nằm nó đã. Vậy hả? Nhất là khi trời lạnh quý vị, quý vị trải lên, quý vị bấm nằm ngủ êm lắm, nó lại vừa êm mà lại vừa ấm nữa. Dạ. Chút xíu là mình đã nói với Nui là phải order cho mình cái trước. Ok, rồi, thiếu nợ tiếp. Dạ. Tụi em hát với lại làm show toàn trả nợ không trả à? Trả nợ chưa quý quyền. Dạ, nhưng mà như quý vị cũng đã biết là Giáng Ngọc cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì ai cũng đến đây với cái nhiệm vụ là giới hạn Giáng Ngọc là làm MC, Mạnh Quỳnh và một số ca sĩ hát là hát. À, chứ còn giống như là tất cả những cái chương trình văn nghệ khác là chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ của chúng tôi chứ không phải là quảng bá những sản phẩm của Teletron. Nhưng mà thí dụ như mình dùng thì mình chia sẻ với mọi người và để cho nó vui. Và bây giờ thì chắc là ngoài Mạnh Quỳnh, cảm ơn em rất là nhiều nha. Và bây giờ thì quý vị, Mạnh Quỳnh sẽ trở lại phần 2. Quý vị thấy là cái phần đầu tiên bây giờ là mới bắt đầu xong thôi. Sau khi break xong thì chúng ta sẽ trở lại còn thêm 2 cái break nữa. Nhưng mà tất cả những ca sĩ từ phần đầu tiên sẽ trở lại hát hết. Và sẽ có rất nhiều những cái tiết mục song ca đặc biệt để dành vào cái phần cuối. Cho nên nếu mà anh chị, các cô chú nào mà ở lại thì nhớ ở lại và tới khuya. Tại vì có nhiều tiết mục càng về sau càng hấp dẫn, càng hay hơn. Rồi bây giờ thì thưa quý vị, một trong những người cũng là tổng giám đốc của tổng công ty Teletron và sẽ có rất nhiều những cái điều lý thú để chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Xin quý vị dành cho anh Uy Nguyễn một tràng pháo tay thật là lớn. Xin cảm ơn Giáng Ngọc, xin gửi lời chào một lần nữa tất cả quý vị đang theo dõi trong ngày hôm nay qua livestream hoặc là quý vị đã có mặt ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã có mặt từ sáng đến giờ để tham dự với Teletron. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, bây giờ phải nói là cái ngày hôm nay là lúc nào á, công ty Teletron cũng là một trong những cái người mà rất là may mắn. Đi tới đâu dù là trời mà đang mưa tự nhiên nó cũng ngưng, trời mà đang nắng tự nhiên nó cũng mát. Bằng chứng là đáng lẽ là tuần trước Teletron tại Dallas này nó rất là nóng quý vị. Nhưng mà tự nhiên cái tuần lễ Teletron tổ chức cái tự nhiên trời nó mát, nó rất là đẹp luôn. Cho nên hôm nay phải nói không khí rất đẹp để mọi người có thể ngồi ở đây để xem một cái chương trình văn nghệ. Chỉ cần một cái áo mỏng mỏng dơ nhẹ nhẹ thôi là đã thấy mát rồi. Bằng chứng là thưa quý vị, hồi nãy em không biết, em tưởng trời nóng em mặc cái áo mong manh, xong rồi cái em phải vô mượn cái áo này là của chị bé heo, em mượn của chị để em mặc và rất là ấm. Nhưng mà thưa quý vị, trong những cái mùa đông sắp tới thì có lẽ là khi mà chúng ta có những cái sản phẩm của Teletron ngồi lên những cái ghế, những cái nệm để mình nằm thì mình cảm thấy ấm áp rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây là đối với Teletron thì mỗi lần xuất hiện, mỗi lần mà có mặt tại bất cứ một cái thành phố nào thì đều có những cái gì mới lạ nhất. Bởi vì Teletron tìm hiểu và cố gắng đi khắp mọi nơi để tìm những cái gì tốt nhất để dành cho khách hàng. Và lúc nào cũng là tiên phong trong những cái sản phẩm của những cái nước khác, chẳng hạn Đại Hàn hoặc là Nhật. Vậy thì là hỏi ý nữa. Vậy thì hôm nay Uy có thể chia sẻ với khán giả về những cái gì có và tốt nhất dành cho khách hàng của Teletron. Cảm ơn Giáng Ngọc và cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay và ngày mai đó thưa quý vị nha, ngày hôm nay cho đến tới 10, 11 giờ đêm mà quý vị vừa nghe mình Quỳnh xong đó là vừa chấm dứt cái phần đầu tiên mà thôi. Tất cả ca sĩ hát từ trưa đến giờ sẽ trở lại phần thứ hai của chúng ta. Vì thấy màn trình diễn của Mạnh Quỳnh sẽ hát lại đơn ca và hát song ca mà được quý vị yêu cầu nhiều nhất, đó là nữ ca sĩ Phương Loan. Bé heo Phương Loan sẽ hát song ca với Mạnh Quỳnh ở phần sau và những ca nghệ sĩ sẽ trở lại hát cho chúng ta nghe liên tục cho đến tới 10, 11 giờ đêm nay thưa quý vị. Và để giới thiệu thêm cái chương trình của Teletron vào cuối tháng này, bây giờ ngày hôm nay là ngày 7, ngày 8 thì tại Dallas và tại Houston thì ngày 28 và ngày 29 thưa quý vị. Và tại San Jose của California thì sẽ là ngày 18 và 19 tháng 11. Và đầu tháng 12 thì tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, ngày 2 và ngày 3. Và cuối tháng 12 thì sẽ tại Nam California trong 3 ngày nhạc hội.
Bên cạnh đó là chúng ta tới đầu tháng 1, tháng 2 thưa quý vị, thì tại ngay Lido Sài Gòn, California, trong 3 ngày Tết, ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3, rất là nhiều, có thể nói là 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng của hải ngoại sẽ cùng hát với chúng ta. Bạn Quỳnh cũng sẽ có mặt bay từ Portland xuống California hát trong 3 ngày Tết để tất cả đồng bào chúng ta ở tất cả nước khác về Lido Sài Gòn tham dự ngay trên đường Bô Sa. Sẽ có 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết sau màn đốt pháo đặc biệt. Rồi sẽ có những cái chương trình ca nhạc liên tục, cho nên từ bây giờ đến tới ngày Tết Việt Nam là mỗi tháng đều có 2 show của những nơi mà Teletron, những nơi có chi nhánh của Teletron. Xin cảm ơn quý vị đã giúp cho Teletron có điều kiện phát triển và phục vụ cho quý vị trong những ngày tháng vừa qua, và nhất tại Dallas Fort Worth. Chỉ một nửa xin trầm hổ tay cho tất cả khách hàng của tại Dallas đã giúp cho Teletron kỷ niệm 10 năm thành lập rất là thành công từ sáng đến giờ. Và hy vọng bây giờ quý vị càng vào chiều, càng vào tối để quý vị mua sắm nhiều hơn. Giống như Ngọc Ngọc vừa nói, cái sản phẩm mà Mạnh Quỳnh vừa nói đó là chiếc ghế JP1100. JP là viết tắt có chữ Japan, 1100 là chiếc ghế này Mạnh Quỳnh cũng đã mua sau khi lời giới thiệu của anh Việt Thảo mua trước, rồi Hồ Hoàng Yến, rồi Nguyễn Tiến Dũng, rồi chúng ta sẽ thấy Trương Quốc Huy N10 TV cũng mua tặng cho mẹ của mình, và nhiều nghệ sĩ khác nữa, chị Phương Hồng Quế. Và cái chiếc ghế này nếu quý vị check bây giờ ở nhà hoặc là check ngay trên phone của mình, có model là JP là viết tắt có chữ Japan 1100. Hiện bây giờ tất cả mọi nơi trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là từ Amazon, biết là cái giá thấp nhất rồi, là Amazon đang sale là 9.999 đồng. Trong ngày hôm nay và trong ngày mai mà thôi, quý vị sẽ được bớt 2.000 đồng. Quý vị thể check bất cứ nơi nào trên toàn nước Mỹ, từ website đến những tiệm, nếu đó là đại lý chính thức của hãng, thì mình lấy cái giá rẻ nhất đó, mình đem vào Teletron, được bớt thêm cho quý vị 2.000 đồng nữa thưa quý vị. Hãng bảo đảm cho quý vị là cái giá sẽ được bớt thêm 2.000 đồng so với cái giá của Amazon hiện bây giờ. Thì quý vị có thể vào bên trong, anh em sẽ giúp quý vị. Và sản phẩm này em Nguyễn nói chuyện với ông Nicholas là người CEO tại đại diện cho đại Nhật Bản tại Mỹ đó, thì ông chỉ nói chỉ còn giới hạn quý vị có thể mua trước và ra đợt cuối cùng, chứ sau tới Sano, tới Houston thì cái sản phẩm này sẽ sell món khác chứ không sell món này nữa. Cho nên là quý vị hãy đến vào bên trong. Chiếc ghế JP1100 là chiếc ghế vật lý trị liệu của Nhật, được làm tại Nhật, Made in Japan, hiện bây giờ với giá là 10.000 đồng. Quý vị mua trong ngày hôm nay 7.999 đồng mà được 4 năm không đau, không tiền lời và free shipping đến hầu hết những tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cho chiếc ghế Medical Chair của Nhật thưa quý vị và Giáo Ngọc. Ngoài ra thì như quý vị cũng đã biết về cái tấm nệm mà Lamborghini đó, có nhiều người khán giả mà ngay đầu tiên khi bước vào đó, từ cái giờ buổi sáng thì cũng đã có người hỏi về tấm nệm này. Thì không biết là trong cái tuần lễ này nó có cái gì đặc biệt không Y? Cảm ơn Giáo Ngọc, và thưa quý vị, nếu quý vị chưa thử qua thì quý vị hãy coi lại là ở nhà mình có tấm nệm Lamborghini hay chưa. Nếu chưa phải là tấm nệm Lamborghini thì chắc chắn giấc ngủ quý vị sẽ được êm ái hơn, thoải mái hơn sau ngày tháng làm việc cực nhọc. 1/3 cuộc đời chúng ta, một ngày 24 tiếng, 8 tiếng nghỉ ngơi, thì hy vọng quý vị sẽ nằm trên cái tấm nệm này. Cái sợi bạc nó giúp cho chúng ta làm máu huyết lưu thông điều hòa, nó giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, giấc ngủ ngon hơn. Và cái loại nệm cứng chống đau lưng này chỉ làm riêng cho người Á Châu, và sản phẩm này Nguyễn được hãng bên Italy để cho Teletron đại lý độc quyền giới thiệu này tại Hoa Kỳ. Và cảm ơn quý vị không những là tại Hoa Kỳ mua không, những bang khác mua không, mà từ Úc Châu, từ Canada cho đến Âu Châu và kể cả Việt Nam, quý vị cũng đã order tấm nệm này. Bảo đảm trên thế giới này thưa quý vị, khó có tấm nệm nào nó êm ái, nó thoải mái và nhất là nó phù hợp với người Việt Nam của chúng ta. Teletron vẫn có những tấm nệm bán 10 mấy ngàn, 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn cũng có chứ không phải không thưa quý vị. Nhưng mà nó phải phù hợp, là nó cứng và nó êm, nó vừa với người Việt Nam của chúng ta, thì không có gì bằng tấm nệm Lamborghini. Giá là 13.000 thưa quý vị, đang được bớt 4.000 đồng off, tức là còn 8.999 đồng. 4 năm không đau không tiền lời, thì tính ra mỗi tháng quý vị trả là khoảng 188 đồng cho một tháng, và free shipping đến hầu hết những tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Và riêng trong ngày hôm nay, trong cái chương show của chúng ta sẽ được tặng thêm một cặp gối Lamborghini trị giá 900 đồng. Thường thường cái gối thì tặng gối thường thôi thưa quý vị, tặng loại từ gối thường khoảng mấy chục đồng thôi, nhưng quý vị sẽ được tặng cặp gối Lamborghini trị giá 900 đồng nếu order ngay từ bây giờ. Số điện thoại quý vị sẽ order đó là 972-660-8999. Nếu quý vị ở xa có thể gọi vào số điện thoại là 972-660-8999 để order tấm nệm Lamborghini hoặc là chiếc ghế massage vật lý trị liệu của Nhật, được làm từ Nhật, và tất cả đều được free shipping, và nhắc là cặp gối Lamborghini trị giá 900 đồng. Dạ. Và riêng ngoài cái nệm đó ra thì nó có những cái nệm nào mà nó vừa túi tiền hơn, chẳng hạn như những cái khách hàng mà mình bình dân một tí xíu, thì nó có những cái giá rẻ hơn. Có 999 đồng. Dạ. Giả Ngọc cũng có tấm nệm cứng chống đau lưng twin size thưa quý vị của Italy, bảo đảm quý vị không tìm nơi nào ngoài Teletron mà quý vị mua cái loại nệm bình thường cũng vài trăm rồi, nhưng
nhưng mà mình nằm một thời gian đó, 1-2 năm nó bị lún xuống vì phải trở qua trở lại rồi nằm ở đau lưng khó chịu, cuối cùng phải bán rẻ đi hoặc là cho đi mua tấm nệm khác thì cuối cùng mình tốn nhiều tiền hơn. Nhưng mà tại Teletron trong ngày hôm nay 20 năm warranty của hãng Magnetic Flex, thưa quý vị, chỉ bán cho quý vị bắt đầu từ 999 đồng cũng có, hoặc là tấm nệm mà Mante 7.000, xe 4.500, nói chung là nhiều cái giá cả khác nhau đều có phía trong để quý vị vào coi. Và nhắc là ngày hôm nay quý vị chưa mua nồi cơm điện nhớ mua sớm quý vị nha, hàng nó không còn nhiều. Thường thường mình mua là 180 đồng thì bây giờ quý vị mua chỉ có 88 đồng mà thôi. Cho nồi cơm điện hiệu Tiger Made in Japan chỉ có 88 đồng, khách hàng đến trước thì mua trước hoặc là những cái loại chỉ cao. Chỉ có 2 ngày thôi, tức là ngày hôm nay và ngày mai thôi quý vị. Và duy nhất cũng chỉ có khách hàng ở tại Dallas thì mới có được cái giá đó thôi. Chứ nếu mà khách hàng mà coi livestream thì cũng sẽ không mua được dạ, giá không đó. Mua được chi nhánh khác thì cho mình nên mình mua, tranh thủ nha quý vị, mình mua. Tại vì nhiều khi cũng có một số quý vị đã có nồi cơm điện rồi, nhưng mà nếu với mức cái giá rẻ như vậy thì mình mua mình để dành. Giá Ngọc nhiều khi mình mua đó, quý vị biết là những cái bữa tiệc ở nhà đó thì thay vì mình để trên những cái lò mà cho nó ấm á, mình lấy cái nồi cơm điện này mình bỏ vào trong cái nồi cơm điện rồi mình bấm cái ấm á, là nó cũng giữ ấm cho nguyên một cái bữa tiệc của mình luôn, nó rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi, cảm ơn Giá Ngọc. Và ngày hôm nay thì Nguyễn xin mời quý vị, nếu quý vị mới vừa đến chưa nghe đó, thì ngày hôm nay Theron rất là hân hạnh mà Dallas là nơi đầu tiên được thử cái sản phẩm này, đó là cái giường trị liệu massage nhiệt. Một cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà trong suốt 2 năm rưỡi mà Teletron đã làm việc với bên đại hàng và cuối cùng đã ký hợp đồng được với hãng đúng cái ngày thứ 3 vừa qua, thưa quý vị. Và hãng ship từ Cali mà Rush Shipment sợ là không tới kịp, nhưng mà đã kịp chiều hôm qua đến thì quý vị có thể vào. Đầu tiên được thử cái nệm được gọi là giường trị liệu massage nhiệt của hãng Sirachem, và sản phẩm này gọi là V6, thưa quý vị. Hiện nay trên thị trường có các mẫu là V3 và V4, Việt Nam đã có rồi, nhưng mà V6 thì chưa nơi nào có, chỉ một nơi là Hollywood Beverly Hills, và thứ hai là tại phía trong đa là của tiệm chúng ta trong này. Quý vị vào bên trong, vào và quẹo phải thì quý vị đã thấy Teletron, anh em sẽ thử cho quý vị cái giường trị liệu massage nhiệt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn Giáng Ngọc và cảm ơn quý vị. Quý vị vào bên trong để biết thêm những chi tiết, và nhắc là những cái loại linh đơn, cao liêu hoàng đế đơn đang sale là mua một tặng một trong ngày hôm nay. Quý vị đến trước thì mua trước. Quý vị nhớ là, thưa quý vị, Giáng Ngọc, Nguyễn sẽ nhắc lại, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật nó là ngày hôm nay, ngày mai sale với giá 88 đồng hoặc những món hàng khác. Nhưng mà nếu quý vị đến trễ hơn, món hàng show out thì mình mua món khác quý vị nha. Cho nên hiện bây giờ có đang còn hàng thì mình nên mua sớm để trước khi cái hàng mà thường sale là nó hay show out sớm. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mời quý vị sẽ trở lại trên cả nhạc với tất cả các nghệ sĩ từ hát từ trưa đến giờ, sẽ trở lại phần thứ hai của chúng ta và những cái chương trình mà đơn ca, song ca sẽ được trình diễn. Mà nhất là theo yêu cầu quý vị, Mạnh Quỳnh và bé heo Phương Loan sẽ có những màn trình diễn song ca rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả quý vị và quý vị trong chương trình kế tiếp. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì Giáng Ngọc xin mời tất cả quý vị và các anh chị ngồi qua đây, nó cũng lạnh, ngồi riết hơi nó tê chân. Bây giờ mình đi vô trong, mình ngồi ghế massage, mình massage cơ thể mình chút xíu. Và dạ đúng rồi đó, mình vô mình thử đi. Với lại ở trong đó mình có nhiều cái sản phẩm nhỏ nhỏ dễ thương lắm quý vị anh chị, nhất là những cái mà chảo đó, trời ơi nó tiện lợi vô cùng, mà nó có mấy đồng bạc à, mình vô chỉ có những ngày này mình mới có. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và sẽ trở lại trong một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà mong là tất cả quý vị vào trong để chúng ta trở lại với phần văn nghệ. Cảm ơn quý vị. Kỷ niệm 12 năm thành lập Teletron Houston, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội anniversary được tổ chức bên trong tiệm hoàn toàn miễn phí. Trong suốt 2 ngày thứ bảy ngày 28 và chủ nhật ngày 29 tháng 10 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Diễm Liên, Thiên Kim, Phạm Khánh Hưng, Thanh Trúc, Nguyễn Tiến Dũng, Cam Thơ, Tuấn Phước, Tiểu Phụ, Trọng Hải, Vũ Quang Vinh, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh Anh Tài. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội anniversary tại Teletron Houston, Fullcoden Max do chính phủ Nam Hàn đầu tư phát triển, giúp bệnh nhân ung thư phục hồi nhanh chóng. Một hộp 30 gói, sale 300 đồng, mua 5 tặng 1. Hắc sâm giảm cân Made in Korea giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh trong quá trình giảm cân. Giá 240 đồng hộp lớn, sale 139 đồng. Perfect Collagen 6000 Made in Korea làm cho da mặt mịn màng, săn chắc và đàn hồi trở lại. Giá 159 đồng một hộp 14 chai, sale 99 đồng. Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 88 đồng. Thứ bảy ngày 28 và chủ nhật 29 tháng 10, kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội anniversary hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm Teletron Houston trên đường Bel Air, cạnh chợ Tân Bình. Điện thoại 281-495-8999. Trang nhà teletronusa.com.